được Chúa Thánh Hiến với đôi tay chân tục hóa thiêng liêng. Bánh rượu nồng thành thịt máu Chúa Trời, nuôi loài người được hưởng phúc trường sinh. Nơi linh mục một hồng phúc quy ra, Chúa thương dung để tay xóa nỗi tội, giúp loài người được hưởng phúc giao hòa. Hồn sạch trong ngàn lễ dâng để truyền giao chân lý trang.